Vâng, hôm trước em có quay cho quý vị cái lô loa có đôi loa Watford này, nhưng có một số bác thì yêu cầu là đo kích thước chi tiết lại cho các bác để nó liên quan đến một số căn hộ các bác xếp nó kích thước nó không chi tiết thì các bác không biết xếp được vì nhiều lô em rất áng khoảng. Đây, đôi loa Watford, đôi loa này đến từ Anh Quốc. Đôi Anh Quốc này thì đôi này có mức giá là 8 triệu 900 nghìn. Đôi này cách đây khoảng độ một tháng hôm trước em có một đôi. Đấy. 8 triệu 900 nghìn đôi này. Em giới thiệu qua xong rồi em quay lại em đọc cho bác. Đôi bên cạnh đây. Đó là đôi loa Kenwood. Có mức giá là 3 triệu 9. 3 triệu 9. Đấy. Còn đôi bên cạnh này nữa. Nó là đôi loa Tannoy. Đôi loa Tannoy. Con này là 302. 302 thì phải. Để em bác đợi một chút nhé. Đồ anh em nó đây. Nhìn nó có cả chân luôn. Con Tannoy 302. Em nhìn thấy model đúng không? Được. Con Tannoy 302 bác nhé, 302. Con này mức giá 11 triệu 900. Hiện tại Tannoy vừa mới về được cho bác xem nào, một đôi này. Đây. Hai đôi Tannoy. Còn đôi nữa, ba đôi cơ. Ba đôi Tannoy, đây nữa. Đây. Con này là 303, con kia là 302. Con này 303, có mức giá là 10 triệu 9. Con này bị rơi một cái tem đây. Con ba đây còn con 303 nữa. Đây. Còn tem nhé. Tất cả hàng rất là đẹp, hàng bãi. Con này giá 11 triệu 9. Con này còn tem. Con này kia rơi mất tem rẻ đi 1 triệu. Đấy, còn cái em sẽ giới thiệu chi tiết sau. Clip này em sẽ giới thiệu mục đích là vào đôi loa Watford đây. Con này này, một tép ở trên đỉnh. Rất là nặng quá nhé. Đấy, rất là nặng luôn. Đấy, đấy em dê một tay nó không phải đơn giản. Dê dốc đấy. Con này đưa vào những căn hộ nó tầm khoảng độ kể cả 5 đến 70 mét vuông thoải mái. Riêng con này bát thì uy lực. Và đặc cái đặc biệt nữa là các bác chú ý hộ em là đây. Ở phía sau của nó là con này có hai cầu, các bác có thể đánh vui. Con này là con Watford 16 này. Đấy. Công suất 170W, em quay gần một chút này, trở kháng 8 ohm này. Công suất cho các bác là 170W ạ. 170W. Đấy, hàng made in England. Thì em quay con này 382 xem con này bao nhiêu. 377, không không được trùng series. Đấy. Nhưng hàng còn rất là đẹp luôn, có cả núm này luôn. Hàng cực kỳ đẹp ạ. Con này là con vỏ màu mận chín. Mận chín hay bắc đô, bốc đô. Nó gần như kiểu đấy, mận chín. Con này được thiết kế với hai loa. Hai loa bát. Qua nhìn này đúng đấy, nói chung là cực kỳ đẹp luôn. Nên em quay lại để cho các bác nhìn ra ánh sáng. Các nhìn chút. Nói là nó quá đẹp luôn ạ. Quá đẹp. Sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác về cái kích thước đôi này nhé. Đôi này 8 triệu 9. Đôi này 3 triệu 9, đôi là Kenwood màu vàng. Đôi này Tannoy 11 triệu 9, 302. Đôi Radian này, hàng karaoke. Bác chú ý hộ em nhé. Con này là loa của nó là loa đồng trục ở bên trong ạ. Bát 25, loa đồng trục. Đáp ứng các căn phòng tầm 40 mét vuông. Các bác hát karaoke thoải mái luôn. Có thể nghe hay hát hay. Loa full. Công suất rất là khỏe. Rất là khỏe. Con này là 9 triệu 900 nghìn một đôi. Sang đến tiếp tục đôi loa Anh Quốc nữa. Selection. Đôi này có mức giá là 8 triệu 9. Như là clip này hai đôi 8 triệu 9. Con Selection này. Màu vỏ mận chín. Lết mận chín. Dòng này con này chuyên nghe nhạc các bác nhé. Chuyên nghe nhạc hàng cao cấp. Selection đến từ Anh Quốc luôn. Con lại khủng luôn ạ. Đấy. Thế đây, về phía sau của em nó đây ạ. Citizen. Cũng made in England hết ạ. Con này công suất 200W một loa. Đôi này 400W luôn đấy ạ. 400W đôi Citizen. Thì sau đây em sẽ vào chi tiết cái clip này. Của cái đôi loa Watford bác nhé. Đây nhá, em còn chưa lau này. Có nhìn này. Có nhìn bụi chưa? Này. Đấy, bụi đấy. Đấy, sau đây em sẽ kéo thước. Em đo lên cho các bác cho nó thoải mái. Có nhiều bác cần chi tiết mà. Đây, có nhìn chiều ngang của nó này, 22, hôm trước em báo 20 là 2 đúng không, 22 này. Em kéo cho nó dài đi, em khóa lại để cho nó tiện. 22 này, chiều sâu này, chiều sâu bác nhìn này, kịch nhá, chiều sâu kịch. Con này nó tầm khoảng độ 39 40, hay căng nữa, cả hay căng tầm 39 đến 40. Chiều cao đây,
Chiều cao phải tính lên đỉnh tép nhé. Chiều cao thì nó cao 1m1 bác nhé. 1m19. Chiều cao 1m19. 1m19 được chưa ạ? Đấy, con nó còn được. Vỏ bóc. Đấy, con nhìn chưa? Nó đẹp. Còn mà tiện em đo luôn một lèo cho các bác luôn nhé. Em đo luôn một lèo cho bác này. Tiếp tục sang ba đôi tân non này thì sẽ có một kích thước giống nhau. Thì em sẽ đo một đôi là ra ba đôi tân non các bác nhé. Đôi tân non này. Về kích thước chiều sâu của tân non này. Chiều sâu cả E-căng 30. Nó tầm 29 đi. Còn chắc 29, khoảng 292, 293. Chiều ngang thôi nào. Chiều ngang 20,05. 20,05. Chiều cao đấy ạ. Chiều cao là 87 ạ. 87,5. Đấy, 87,5. Các bác nhé, chiều cao 87,5. Nó chưa ok chưa? Em giữ nó thấp xuống một tí nữa để đo cho nó tiện. Nó cao quá. Đấy là đôi lụa ba đôi tân non như nhau. Thì sang đôi Kenwood đây. Đôi Kenwood đây có mức giá 3,9 triệu này. Chiều cao 80 ạ. Chiều sâu 24. Chiều ngang này. Chiều ngang 18. Chiều ngang không được 18, 17. Chiều ngang 17. Đây em bóc cái căng cho bác nhìn này. Bát loa rất là đẹp luôn nhé. Bát loa màng trắng rất là đẹp luôn. À và các bác chú ý nhé. Loa âm trần vừa về được mấy đôi nhé. Loa âm trần, loa toàn giải. Loa âm trần, loa toàn giải 600.000 một đôi này. Tính chất là 300.000 một chiếc này. Đây là loa âm trần, loa toàn giải này. Nó có hai đường công suất. Một là công suất là 2 ohm và một công suất là 4 ohm. Con này loa toàn giải. Các bác có thể đặt trên trần. Các bác cứ đặt úp trên trần như này. Sau đó các bác kéo cái này này. Kéo cái lò xo này. Cái lò xo có thể kéo dài nhé. Kéo lò xo này. Các bác móc vào cái nắp đây này. Cái mặt này. Móc vào đây. Mặt bên này vậy. Móc lại để bác kéo úp cái mặt này về phía dưới. Phía dưới trần là xong. Loại này 600.000 một đôi bác nhé. 600.000 một đôi. 600.000 một đôi loa âm trần. Loa toàn giải. Con này là con loa Nikon. Nikon. Rồi. 600.000 một đôi, 300.000 một chiếc. Có cả biên thế này. Để nó vào cho bác. Đấy. Được chưa? Và em sang em đo nốt cho các bác là đôi loa Selection. Selection này nữa. Đây. Nó hơi lòng hoàng tí thôi nhưng cứ đo cho các bác cái biết kích thước. Đây. Con Selection này chiều ngang của thùng là 27,5 bác nhé. 27,5. Chiều cao 90. Chiều sâu nào. Chiều sâu là 31, 31 ạ. Chiều ba sâu 31. Đây cái miệng bát đây. Miệng bát các bác nhìn cái vành miệng bát nhé. Vành miệng bát con này nó khá to luôn này. Hàng còn zin luôn đấy. Vành miệng bát nó lên đến 26 ạ. 26 ạ. Ok chưa? Thôi hẹn các bác vào clip khác, nó còn nhiều clip đấy. Nó nhiều cái. À nốt con này nữa đi cho các bác nốt đi này, trong clip này. Trong clip này đây. Chiều ngang của con loa Arian, loa đồng trục, loa hàm in USA. Chiều ngang 34. Chiều sâu 33. À điểm cao nhất 34 ạ. Chiều cao như nào. Chiều cao 49 ạ. 49. Và em cho các bác nhìn đằng sau luôn. Không lúc bảo cứ USA không nói. USA nói mồm. Đây ạ. Loa Radian RFS10. FS10. Hàng made in USA. Được chưa? Con này karaoke thì phải nói hay tuyệt vời. Tép và chung rất là sáng. Nó là dòng loa đồng trục. Tất cả trong một con bát này thôi. Nhưng tép đồng trục nằm trong này. Một là con này. Một con loa xử lý ba giải luôn ạ. Đấy, vừa rồi em giới thiệu qua cho các bác một số mặt hàng. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0911 169 961. Em giao chuyển hàng toàn quốc. Còn đây nữa, đây còn đôi loa vừa về được đôi loa DC2. Con DC2 có DC1 là giá 9,8 triệu.
Con DC2 này có mức giá là 16 triệu 9 DC2. Con DC1 thì nó chỉ từ đây đây thôi. Con DC2 nó thêm cái bát này và chiều cao nó gấp đôi DC1. Con này 16 triệu 9 ạ. Vâng, chào các bác.